đường Lê Văn Lương, những ngày này, từng mét vuông vỉa hè đã được trưng dụng để đặt các quầy bán bánh trung thu. Thương hiệu nào cũng muốn khẳng định sự hiện diện của mình, cho dù sự hiện diện đó có phần phản cảm. Vỉa hè dành cho người đi bộ vốn đã chật chội, nay càng chật chội hơn. Em thấy nó khi bày bán hàng này thì nó sẽ ảnh che mất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Những ngày nắng thì mọi người đi lại trên vỉa rất là đông ạ, và cộng cả thêm khách hàng nữa thì rất là ảnh hưởng. Thì có nhiều khi học sinh đi lại nhá, còn phải xuống cả vỉa hè. Từ phố lớn đến phố nhỏ, từ ngã tư đến cổng trường học, bất kỳ đâu, những quầy bánh trung thu cũng có thể mọc lên. Thậm chí, những nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc cũng bị các doanh nghiệp chiếm trọn làm nơi bày bán hàng hóa. Và để mua được bánh thì buộc người mua hàng, nếu đi ô tô, sẽ phải đỗ xe dưới lòng đường. Còn đi xe máy thì cũng phải phi luôn lên vỉa hè cho tiện. Đó là chưa kể hàng loạt các chiêu trò mà các hãng bánh tung ra để thu hút người mua. Quảng cáo rồi là đèn đóm rồi là nhạc nhẽo sập sình, người ta mất chú ý, mất tập trung, nguy hiểm cho người ta đi đường. Vỉa hè là nơi dành cho người đi bộ, điều này thì ai cũng biết. Nhưng lợi ích của người đi bộ có lẽ không quan trọng bằng lợi ích của doanh nghiệp. Hay nói đúng hơn là đi bộ thì không ra tiền, còn bán bánh thì nhất định là có. Thế mới có chuyện hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn gian hàng lưu động chiếm dụng vỉa hè cả tháng trời mà chẳng gian hàng nào bị phạt. Trong khi chỉ cần một gánh hàng rong vừa đặt xuống là thế nào cũng có lực lượng đến xua đuổi, thậm chí là tịch thu từ mớ rau cho đến quàng gánh. Vì lợi ích cục bộ, người ta sẵn sàng tước đoạt quyền lợi chính đáng của người đi bộ. Hiện nay thì cũng có những cái trường hợp mà do Sở Thông Vận tải cấp, và cũng có những điểm thì do Ủy ban dân các quận huyện cấp, trong đó có các cái điểm quầy bán bánh trung thu của một số các doanh nghiệp thì đã không chấp hành đúng các cái quy định về giấy phép. Ví dụ như cũng có doanh nghiệp thì xin phép thì ít, nhưng mà lại làm thêm một số các điểm, hoặc cũng có những trường hợp là không xin phép, hoặc trong khi đang làm thủ tục chờ xin phép thì cũng đã có cái tự ý dựng lên các cái quầy bán bánh trung thu. Nếu có bất kỳ một lý do nào biện minh cho sự ngang nhiên vi phạm các quầy bánh trung thu thì đó chỉ có thể là sự thiếu trách nhiệm, nếu không muốn nói là cố tình làm ngơ của các cơ quan quản lý giao thông và đô thị. Năm 2013, chỉ riêng Kinh Đô đã tung ra thị trường 2.400 tấn bánh, tương đương hơn 10 triệu chiếc, với hơn 13.000 điểm bán bánh trên toàn quốc. Các hãng bánh khác như Hữu Nghị, Bibica hay Hà Kotobuki, Thu Hương, tuy số lượng có ít hơn, nhưng tổng cộng cũng phải lên đến cả chục triệu chiếc. Đó là chưa kể đến các loại bánh được quảng cáo là cao cấp của các khách sạn 4 sao, 5 sao. Và vô số bánh thủ công của các làng nghề, cơ sở nhỏ cấp địa phương hay hộ gia đình sản xuất. Không ngoa khi nói rằng số lượng bánh trung thu có thể đã lớn hơn cả số lượng người có khả năng và có nhu cầu ăn bánh. Thế mới có chuyện còn nửa tháng nữa mới tới trung thu, nhưng nhiều cửa hàng đã thi nhau giảm giá. Nhu cầu mà hướng tới cái bánh trung thu với cái khẩu vị và giá cả truyền thống sẽ quay trở lại. Thế còn cái nhu cầu bình dân thì sẽ giảm dần do cái mức sống của người tăng lên. Thế còn cái loại bánh cao cấp đó, dùng để biếu thì cũng sẽ bị giảm dần, do trên thực tế nó cũng không có gì khác biệt, thậm chí tạo ra sự đắt đỏ, thậm chí bị chê bai về xã hội. Dùng các chiêu trò và các hình thức màu mè để quảng bá sản phẩm, nhưng lại không chịu đổi mới hình thức, chất lượng. Đó là chưa kể không ít lần các cuộc thanh tra phát hiện chính tại những quầy bánh lưu động, những sản phẩm kém chất lượng đã khiến người mua không mấy mặn mà. Và kết quả là bánh trung thu vốn đã thừa, nay lại càng khó tiêu thụ. Rõ ràng là những người làm công tác tiếp thị của những doanh nghiệp như vậy đang mắc phải một cái sai lầm định kiến, là giữa quảng bá bằng những cái logo, bằng những khẩu hiệu, những cái tờ rơi hoặc là những tấm băng rôn đó, treo liên tục gần nhau thì nó gây ấn tượng
cho người cận thị thị. Nhưng mà việc một dãy cửa hàng y hệt nhau mà đè gần nhau ấy, thì đã tạo ra phản cảm, tạo ra cái cảm giác dư thừa. Nó ngược với những kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Ngược lại với những thương hiệu đang được quảng cáo rầm rộ hay bày bán tràn lan trên đường, với uy tín và thương hiệu, không ít những cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống tuy khiêm tốn nhưng lại đang thu hút người mua. Bánh hiện đại thì họ bây giờ nó đắt tiền quá, mà mình vừa cái túi tiền, bánh này nó vừa ngon, nó vừa coi như nó hợp với cái túi tiền của mình, mà bánh là bánh cổ truyền của mình từ xưa đến nay. Xã hội đang ngày càng phát triển, các hình thức phân phối cũng đa dạng hơn. Người ta có thể mua bất cứ hàng hóa gì, chỉ cần một cuộc điện thoại hay một cú nhấp chuột. Nhưng điều mà người tiêu dùng hướng tới đó là chất lượng sản phẩm, chứ không phải là những chiếc bánh màu mè được bán tại các quầy hàng lưu động. Thay vì tốn hàng chục triệu đồng để trang trí quầy hàng lưu động, để xin cấp phép bán trên vỉa hè, mà chi phí thì được cộng vào giá thành, thì mỗi doanh nghiệp cũng nên xây dựng cho mình uy tín bằng chính những sản phẩm làm ra. Bánh trung thu, thứ bánh truyền thống thiêng liêng của dân tộc, cũng cần phải được đối xử đúng với những giá trị thiêng liêng của nó.